Hello cả nhà, cả nhà. Sáng giờ trời mưa quá trời trời mưa luôn. Cố gắng làm xong ba cái chậu treo nè cả nhà. Đó, dâu tây rất là đẹp luôn. Thì mời cả nhà cùng xem nha, quá là đẹp đỉnh. Thì đây cả nhà ơi, toàn thể đây nè cả nhà. Nó tổng thể nè cả nhà, quá đẹp luôn nha cả nhà. Quay gần gần cho cả nhà xem nha. Đó, quá là đẹp luôn. Đó. Đây. Đây là chậu bà nha cả nhà. Chậu bà cũng vô chậu treo rồi. Đó, dài nhỏ luôn. Đây là vàng dâu tây. Đó, dâu tây nhỏ nè. Đó, dài quá luôn. Đó, quá là đẹp luôn. Đây là chậu bà, đó là dâu tây luôn. Cây có bông có trái rồi nè cả nhà ha. Cây đó bự. Quá đẹp. Vô chậu treo vậy nè cả nhà, nhìn nó đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, nhìn chậu treo quá đỉnh luôn. Đó, còn dưới đây thì mới nhỏ thôi cả nhà. Này thì em để riêng. Chưa có treo lên được. Đó, còn cái đá bên đó thì cũng nhỏ thôi mà. Cho cả nhà xem cây có bông nè. Quá là đẹp luôn cả nhà. Chậu treo nhìn nó sang, phải không? Quá là đẹp. Đây là chậu bà. Chậu bà mà lá nó bị vàng rồi nè, thiếu phân rồi. Còn ngoài đó mấy cây tắc. Rất là đẹp luôn. Đó, chậu treo là đỉnh. Không phải nữa nhỉ. Quá là đẹp luôn. Cái này tôi cho cả nhà xem nha. Đó. Đây là tổng thể nha cả nhà, quá đẹp luôn. Đó, ai cần mua vô tay cứ liên hệ em nha cả nhà, hay chậu bà gì cũng được. Khu vườn nhỏ nhỏ. Đó. Ở trên là che lưới lan nha cả nhà. Đó, lưới che giải nhiệt các nhà. Đây là khu tổng thể của em. Gia tài em có nhiêu đây nè cả nhà. Còn đây là mấy cái chậu để dưỡng lại cả nhà, nó còn nhỏ quá nhỏ xi chứ. Cho nên là thay giá thể, không? Mới đây mà nó cũng có bông thôi không? Đó, thay đất thay giá thể nó mới được. Đây còn đây là hoa đồng tiền nè cả nhà. Thì em này em mới vô phân rồi cả nhà ơi. Không? Rất là đẹp luôn. Bông rất là to. Không? Đây. Bông tím rất là đẹp. Bông vàng nó gãy luôn rồi nè. Đấy. Còn khá là nhiều đồng tiền nữa cả nhà. Trời đang mưa lâm râm lắc cắt luôn. Khá là nhiều chậu treo luôn cả nhà. Cả nhà nào cứ nhu cầu mua thì cứ liên hệ em nha. Thì clip em cũng tới đây thôi cả nhà ơi. Dâu tây. Hẹn cả nhà video tiếp theo nha.
Bye bye cả nhà.